Niger, officially Republic of Niger, French République du Niger, landlocked Western African country. It is bounded on the northwest by Algeria, on the northeast by Libya, on the east by Chad, on the south by Nigeria and Benin, and on the west by Burkina Faso and Mali. The capital is Niamey. The country takes its name from the Niger River, which flows through the southwestern part of its territory. The name Niger derives in turn from the phrase Garan Garan, meaning river among rivers in the Tamazight language. Niger extends for about 750 miles 1,200 kilometers from north to south and about 930 miles 1,460 kilometers from east to west. It tends to monotony and its features is intersected by numerous depressions and is dominated by arid highlands in the north. Rainfall increases as one proceeds southward so that the country divides naturally into three distinct zones: a desert zone in the north, an intermediate zone, where nomadic pastoralists raise cattle in the center, and a cultivated zone in the south. It is in this southern zone that the greater part of the population, both nomadic and settled, is concentrated. The highlands of the north are cut by valleys Kori of the Air Massif, which is an extension of the Ahaggar Mountains of Algeria, and consists of a range running north to south in the center of Niger, with individual mountain masses forming separate islands from north to south. These are Tazerse, where Mount Greyboun reaches an altitude of 6,379 feet, 1,944 meters, Tomgik, Tokolo-Kouzet, Angkor-Nakawa, Bagzane, and Tarwaji. To the northeast is a series of high plateaus, which form a bridge between the Ahaggar Mountains of Algeria and the Tibesti Mountains of Chad. From west to east, these are the plateaus of Jado, Mangani, and Chigai. The sandy regions of the Nigerian Sahara extend to either side of the Air. To the west, the Taluk region includes the Temesna area in the north, where fossil valleys are filled with moving sand dunes, and the Azawa area in the south. East of the Air is the Tanere region, covered partly by an expanse of sand called an erg, partly by a stony plain called a reg. The plateaus of the south, which form a belt about 900 miles long, may be divided into three regions. To the west is the Jermaganda region. Its large valleys are filled with sand, while Delahal fossilized valleys of rivers that formed tributaries of the Niger in ancient times descend from the Air in the Ifores Massif of neighboring Mali. The central region consists of the rocky Adar Duchi and Majia areas. It is the region of the Gulba, dried-up valleys of former tributaries of the Sokoto River, and the Tagama, a tableland of sandstone, ending, toward the Air, at the Tiguidit Scarp. To the east, the underlying rock reappears in the Damagaram, Monyo, and Katus regions, to the north of which is the region of Damergu, consisting of clays. In the Manga region, in the east, traces of ancient watercourses appear on the sandy plain. It is convenient to make a distinction between the ancient hydrographic system, which allowed agriculturalists, fishermen, and pastoralists to live in the Air region about 5,000 or 6,000 years ago, and the present simple system, which forms the basis of the marked difference between the northern and southern parts of the country. The present system includes to the west the Niger River basin and to the east the basin of Lake Chad. Between the two occur vestiges of the older system, such as the Delal and the Gulba. To the west, the Niger River crosses about 350 miles of Niger's territory. Because of the change in river flow, which occurs because of the dispersal of its waters in its interior delta region in Mali, it is only in January and February that it flows past Niamey in flood. At other times the river is fed by certain temporary watercourses that flow in from the right bank. These are the Gorowal, the Dargal, the Servet, the Gorubi, the Jamingu, the Tapoa, and the Mekrua. The last two flow through the W National Park, so-called because the Niger flows through the area in the form of AW. On the left bank, proceeding eastward, appear the Delal, the vestiges of the older watercourses. Generally running from north to south, they constitute zones of dampness, although a few still contain waters that flow toward the Niger.
The best known are the Boso, the Fogo, and the Mori Wadis. Other vestiges consist of the Kori, which run down from the air and from former tributaries that had their sources in the Ifores Massif and which flowed to a confluence at what is now the Tiem Mersoi Wadi. No waters flow through the Kori now, but water is still to be found beneath their sands. Other remnants of the old system are formed by the Gulba, through which water still flows annually, occasionally causing damage. Niger, tên chính thức là Cộng hòa Niger, thuộc Pháp Republic du Niger, quốc gia phía tây châu Phi không giáp biển, phía tây bắc giáp Algeria, phía đông bắc giáp Libya, phía đông giáp Chad, phía nam giáp Nigeria và Benin, phía tây giáp Burkina Faso và Mali, thủ đô là Niamey. Quốc gia này lấy tên từ sông Niger, chảy qua phần phía tây nam của lãnh thổ. Tên Niger lần lượt bắt nguồn từ cụm từ Gnegaran, có nghĩa là sông giữa các con sông, trong ngôn ngữ Tamasek. Niger kéo dài khoảng 750 dặm 1.200 km từ bắc xuống nam và khoảng 930 dặm 1.460 km từ đông sang tây. Nó có xu hướng đơn điệu về các đặc điểm của nó, bị giao thoa bởi nhiều vùng trũng và bị chi phối bởi các vùng cao khô cằn ở phía bắc. Lượng mưa tăng lên khi người ta tiến về phía nam, khiến đất nước tự nhiên chia thành ba vùng riêng biệt: một vùng sa mạc ở phía bắc, một khu trung gian, nơi những người chăn nuôi du mục chăn nuôi gia súc ở trung tâm, và một khu canh tác ở phía nam. Chính ở khu vực phía nam này, phần lớn dân cư cả du mục và định cư tập trung. Các vùng cao phía bắc bị cắt bởi các thung lũng Kori của Amasif, là phần mở rộng của dãy núi Ahagir, Hoggar của Algeria, và bao gồm một dãy chạy từ bắc xuống nam ở trung tâm Niger, với các khối núi riêng lẻ hình thành những hòn đảo riêng biệt. Từ bắc xuống nam là Tazetzert, nơi có núi Guebao đạt độ cao 6.379 feet 1.944 mét, Tamgak, Takolokozet, Angonakoua, Bakzan và Tawadzi. Về phía đông bắc là một loạt cao nguyên, tạo thành cầu nối giữa dãy núi Ahagir của Algeria và dãy núi Tibesti của Chad. Từ tây sang đông đây là các cao nguyên Jado, Mangueni và Chiga. Các vùng cát của Nigerian Sahara kéo dài đến hai bên của A. Về phía tây, khu vực Talak bao gồm khu vực Temna ở phía bắc, nơi các thung lũng hóa thạch chứa đầy cồn cát di chuyển, và khu vực Azawur ở phía nam. Phía đông của A là vùng Tenere, được bao phủ một phần bởi một dải cát rộng lớn được gọi là X, một phần bởi đồng bằng đá gọi là Rách. Các cao nguyên của miền nam mà tạo thành một vành đai về dài 900 dặm, có thể được chia thành ba khu vực. Về phía tây là vùng Zegmaganda, các thung lũng rộng lớn của nó bị lấp đầy bởi cát, trong khi Dalon, thung lũng hóa thạch của các con sông hình thành các nhánh của sông Niger trong thời cổ đại, đổ xuống từ A và khối núi Ifore của nước láng giềng Mali. Khu vực trung tâm bao gồm các khu vực đá Ada, Dauchi và Mazia, nó là khu vực của Gumbi, các thung lũng khô cạn của các nhánh sông Sokoto trước đây, và Tegama, một vùng đất sa thạch kết thúc. Về phía A, tại vết sẹo Tigaidit ở phía đông, lớp đá bên dưới xuất hiện trở lại ở các vùng Damizerum, Maunio và Kutus. Ở phía bắc là vùng Damago, bao gồm đất sét trong vùng Manga ở phía đông. Dấu vết của các nguồn nước cổ xuất hiện trên đồng bằng cát thật thuận tiện để phân biệt giữa hệ thống thủy văn cổ đại, cho phép những người nông dân, ngư dân và người chăn nuôi sống ở vùng A cách đây khoảng 5.000 hoặc 6.000 năm, và hệ thống đơn giản hiện nay tạo cơ sở cho sự khác biệt rõ rệt giữa miền Bắc và miền Nam của đất nước. Hệ thống hiện tại bao gồm phía tây lưu vực sông Niger và phía đông lưu vực hồ Chad. Giữa hai hệ thống này xuất hiện dấu tích của hệ thống cũ hơn, chẳng hạn như Dalon và Gumbi. Về phía tây, sông Niger vượt qua khoảng 350 dặm lãnh thổ Niger, do sự thay đổi của dòng chảy, xảy ra do sự phân tán của nước trong khu vực đồng bằng nội địa ở Mali, nên chỉ trong tháng riêng và tháng 2, nó mới chảy qua Niamey trong lũ lụt. Vào những thời điểm khác, sông được cung cấp bởi một số nguồn nước tạm thời chảy vào từ hữu ngạn, đó là Gorouan, Dagon,
Serba, Gorobi, Zamano, Taboa và Mekru, hai dòng cuối cùng trải qua vườn quốc gia V kép được gọi như vậy vì sông Niger chảy qua khu vực này theo hình chữ V kép ở phía tả ngạn tiến về phía đông. Xuất hiện Dalon, dấu tích của các nguồn nước cũ, nói chung chạy từ bắc xuống nam, chúng tạo thành các vùng ẩm ướt mặc dù một số ít vẫn chứa nước chảy về phía Niger. Được biết đến nhiều nhất là Boso, Koga và Mauri Wadis, các dấu tích khác bao gồm Kori, chảy xuống từ A và từ các nhánh sông trước đây có nguồn gốc của chúng trong khối núi Ifora, và chảy đến hợp lưu tại nơi bây giờ là Thiem Mersowadi. Không có dòng nước nào chảy qua Kori bây giờ, nhưng nước vẫn được tìm thấy bên dưới cát của chúng. Những tàn tích khác của hệ thống cũ được hình thành bởi Gunbi, qua đó nước vẫn chảy hàng năm, đôi khi gây ra thiệt hại.